Huyện đột phá về phát triển nông nghiệp đặc trưng hàng hóa chất lượng cao theo chuỗi giá trị. Trong nửa đầu của nhiệm kỳ 2020-2025, ngành nông nghiệp tỉnh Hà Giang đã đạt được những kết quả ấn tượng. Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, tốc độ tăng giá trị sản xuất nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh đạt 5,5% một năm, giá trị sản phẩm trồng trọt thu hoạch bình quân trên 1 hectare đất canh tác đạt 63 triệu đồng. Nhiều giải pháp đã và đang được ngành chuyên môn đẩy mạnh thực hiện. Trong đó tập trung triển khai các cơ chế chính sách của Trung ương liên quan đến nông nghiệp nông thôn, nhất là 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Chú trọng tổ chức lại sản xuất cho nông dân, thu hút mời gọi doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất, chế biến, tiêu thụ đối với các sản phẩm nông lâm nghiệp của tỉnh theo chuỗi giá trị. Cùng với đó đẩy mạnh việc ứng dụng chuyển giao khoa học kỹ thuật, quy trình sản xuất cho người dân, xây dựng các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa đặc trưng dựa trên lợi thế về tiểu vùng khí hậu. Quản lý và khai thác tốt các chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể đã được chứng nhận như cam sành, chè san tuyết, hồng không hạt, gạo già rui.